Hồng đen sô-cô-la là dòng cây ăn trái thân gỗ có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và đã du nhập vào nhiều quốc gia, đến đâu thì cũng được mọi người yêu thích. Bởi vì trái có ruột màu đen độc lạ, khi ăn vào thì vị ngon ngọt, có mùi sô-cô-la đặc trưng. Cây hồng sô-cô-la thì có tán lá rất là đẹp luôn, cho nên dùng che bóng mát thì cực kỳ thích hợp ha. Lá xanh mát quanh năm và không có hiện tượng rụng lá để thay lá mới nha. Hồng sô-cô-la thì dùng để ăn trái. Ngoài ra thì hoa hồng sô-cô-la cũng cực kỳ xinh đẹp với cái màu sắc xanh dịu nhẹ, dùng để trang trí làm cảnh cũng rất là tuyệt vời luôn. Nhà vườn Khánh Võ vừa về một lô hồng sô-cô-la với hình dáng cực kỳ đẹp, đầy đủ kích thước, độ tuổi để cho quý khách hàng sẵn sàng lựa chọn nha. Những cây hồng sô-cô-la này thì nhà vườn Khánh Võ sẽ đóng gói cẩn thận, có xe cẩu, xe tải vận chuyển nguyên cành, nguyên trái đến nhà của quý bà con luôn.